Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 26 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Các địa phương cần tích cực, hiệu quả, quyết liệt hơn với tinh thần chống dịch như chống giặc, coi chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu. Đó là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại cuộc họp triển khai một số công việc cấp bách cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang đã đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với kỹ thuật sinh học phân tử. Máy xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm nhanh, chính xác trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ. Công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cho biết, vaccine của mình đạt hiệu quả 100% trong việc phòng ngừa COVID-19 ở trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17. Hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để triển khai một số công việc cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện tỉnh Tuyên Quang có 476 người đang làm việc tại 3 công ty có các công nhân mắc COVID-19 là công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Johnson Hurt, công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam chi nhánh Quế Võ Bắc Ninh và công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronic Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh hiện có 153 F1 đã lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1, trong đó có 113 F1 có kết quả âm tính lần 2, 26 F1 có kết quả âm tính lần 3. Toàn tỉnh có 2 cơ sở xét nghiệm COVID-19. Ước tính công suất xét nghiệm 1.600 trường hợp một ngày. Hiện tỉnh đã triển khai tiêm vaccine được trên 5.700 người, dự kiến trong tháng 6 sẽ tiếp tục nhận 17.000 liều vaccine phòng COVID-19 và sẽ triển khai tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2021. Trong thời gian qua, lưu lượng người trở về địa phương từ các tỉnh có dịch cao, chỉ tính riêng số người trở về từ Bắc Ninh, Bắc Giang kể từ ngày 30 tháng 4 đến nay là trên 16.582 người. Tỉnh Tuyên Quang cũng có số công nhân làm việc tại khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp ngoài tỉnh cao. Nếu không kiểm soát tốt, sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Lãnh đạo các huyện, thành phố và các ngành đã báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh, việc đảm bảo điều kiện tại 11 cơ sở cách ly tập trung, triển khai các chốt kiểm soát liên ngành, rà soát các trường hợp đến từ vùng dịch, vấn đề phòng dịch tại các khu công nghiệp và một số khó khăn trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đề nghị rà soát kỹ số người vào địa phương, củng cố các chốt kiểm soát liên ngành, yêu cầu công nhân các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh chủ động khai báo y tế, đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định tại các khu cách ly, xã hội hóa, huy động các nguồn lực để triển khai tiêm vaccine cho người dân. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương ngành y tế, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh, khẩn trương truy vết, cách ly người F1, F2 khi có người dương tính với COVID-19 trên địa bàn. Cho đến nay, Tuyên Quang cơ bản đã khống chế được dịch bệnh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc kiểm soát người về từ các địa phương khác tại địa phương tại các chốt kiểm soát liên ngành còn chưa được thực hiện chặt chẽ. Đây sẽ là nguy cơ rất lớn để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Một số địa phương còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Dự báo nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi cả nước là rất cao, nhất là tại các khu công nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tích cực, hiệu quả, quyết liệt hơn với tinh thần chống dịch như chống giặc, coi chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu. Các cấp các ngành cần tập trung phòng chống dịch tích cực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để chúng ta phát huy cái thành tích phòng chống dịch trong thời gian qua và chúng ta rút kinh nghiệm điều chỉnh, chấn chỉnh những cái hạn chế yếu kém để nhanh chóng thích ứng với cái tình hình diễn biến mới của dịch bệnh. Chúng ta phải thực hiện rất nghiêm túc này. Một là quán triệt phương châm chống dịch như chống giặc, coi cái nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu bây giờ. Thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, khen thưởng kịp thời, động viên kịp thời và xử lý nghiêm vi phạm, triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và của Ủy ban dân tỉnh, thực hiện những yêu cầu 5K của Bộ Y tế, 5K cộng vaccine, thường xuyên kiểm tra các cái phòng dịch tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, cơ sở siêu thị, bến xe, v.v. để chúng ta chấn chỉnh. Quản lý chặt chẽ người từ các địa phương khác đến
trong thời gian từ 30 tháng 4 đến nay, không để lọt sót người các địa phương khác đến địa phương chúng ta mà không được quản lý, không được xem xét cách ly, không được truy vết. Ngành y tế và các huyện chủ động xây dựng hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh. Các huyện phải chuẩn bị đủ khu cách ly tập trung, đáp ứng yêu cầu của phòng chống dịch. Ban quản lý khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mà có cụm công nghiệp, có các nhà máy, xí nghiệp cùng với các sở y tế, sở công thương, các ngành liên quan thì quan tâm đặc biệt đến cái việc mà phòng chống dịch tại khu công nghiệp, tại các nhà máy, xí nghiệp. Và tinh thần chung ấy, là giám đốc sở và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện là phải chịu trách nhiệm, tăng cường cái xử phạt để làm sao mà chúng ta tạo ra được một cái hệ thống phòng ngừa chặt chẽ, nghiêm túc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, đặc biệt là các cái phương án xây dựng bản đồ an toàn COVID để thông báo rộng rãi, tuyên truyền cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân lên trên hết để lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện mục tiêu kép. Có kế hoạch lộ trình tiêm vaccine bài bản, khoa học, hiệu quả, trong đó ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Thực hiện các giải pháp phù hợp để có đủ vaccine sớm nhất có thể để tiêm cho người dân trên diện rộng. Phấn đấu trên 50% dân số được tiêm vaccine trong thời gian sớm nhất. Thì bây giờ đồng thời ngành y tế vừa lo bố trí tiêm cho cái 17.000 liều vaccine này cho các cái đối tượng ưu tiên, đồng thời các đồng chí xây dựng kế hoạch, các huyện khẩn trương báo cáo để ngành y tế xây dựng kế hoạch mua vaccine để làm sao chúng ta tiến tới là phải tiêm được trên 50%. Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội phải giúp đỡ, nhưng phải có kế hoạch, và cái này tôi đề nghị là làm rất sớm và chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết để thành lập bệnh viện dã chiến. Chúng ta phải rất chủ động trong mọi tình huống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện xử phạt nghiêm với những trường hợp không thực hiện theo đúng quy định phòng dịch, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ địa phương khác vào tỉnh, không để lọt sót trường hợp về từ vùng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngành y tế phải đảm bảo an toàn bệnh viện, có phương án ứng phó với diễn biến dịch bệnh, sẵn sàng trang thiết bị bệnh viện dã chiến, nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19. Ban quản lý các khu công nghiệp có phương án đảm bảo an toàn tại các cơ sở sản xuất, các công ty. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị mình. Quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tỉnh đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với quyết tâm sớm đẩy lùi đại dịch. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục rà soát và quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch trở về địa phương, cùng với việc tăng cường tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh, thời gian này các địa phương đã tăng cường rà soát, lập danh sách các đối tượng đến và về từ các tỉnh có dịch, các trường hợp có liên quan đến ca bệnh F0 trên cả nước. Công tác phòng chống dịch thì từ trước nay làm là rất là nghiêm túc, coi đó là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chúng tôi đã tiến hành phun khử khuẩn tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, các cơ quan công sở cũng như trường học, trạm y tế. Thứ hai nữa là vừa rồi chúng tôi đã thông báo liên hệ với các công dân mà đang làm việc ở những khu công nghiệp ở tỉnh khác, đặc biệt những tỉnh có dịch. Chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động là hạn chế vào trở về địa phương vào thời gian này. Công an, rồi y tế, rồi trưởng thôn bản là rà soát các cái người làm ăn xa về địa phương, sau đó là cho thông báo và tuyên truyền nhân dân là trước khi về địa phương là phải ra trạm y tế để khai báo y tế, đo thân nhiệt. Nếu mà trường hợp nào mà vùng dịch về là chúng tôi đã tổ chức là cho cách ly tại nhà luôn. Sau khi tỉnh ghi nhận ca dương tính COVID-19 đầu tiên trên địa bàn, nhất là việc xuất hiện hàng loạt những ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, tỉnh Tuyên Quang đã kích hoạt đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần thực hiện tốt 5 nguyên tắc: ngăn chặn kịp thời, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn, điều trị triệt để, nhanh chóng ổn định tình hình và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ,
tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành, các lực lượng triển khai quyết liệt những biện pháp cấp bách phòng chống dịch nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, đặc biệt là tăng cường rà soát quản lý người từ vùng dịch trở về địa bàn. Không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời phát huy tốt cái vai trò của tổ giám sát COVID cộng đồng, giúp cho cái việc mà truy vết nhanh, phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để mà người dân hiểu, thực hiện tốt cái chỉ đạo của Trung ương là chống dịch như chống giặc. Mỗi huyện, mỗi xã, mỗi thôn bản tổ dân phố là một pháo đài và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống dịch trong nhân dân, các địa phương các ngành đã chủ động rà soát, bổ sung xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể đáp ứng các tình huống có thể xảy ra, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Để đáp ứng tốt yêu cầu phòng chống dịch, xét nghiệm nhanh, chính xác các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, ngành y tế tỉnh Tuyên Quang đã đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2, máy được đặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Với kỹ thuật sinh học phân tử, máy xét nghiệm COVID-19 sẽ cho kết quả xét nghiệm nhanh trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ. Máy được trang bị thiết bị ly trích mẫu bệnh phẩm, tự động xử lý mẫu xét nghiệm, giúp hạn chế các thao tác trực tiếp của con người với mẫu xét nghiệm COVID-19, đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ. Giai đoạn đầu là mang mẫu về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, giai đoạn sau là mang sang Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Thì cái việc mang mẫu thế là vừa mất thời gian, vừa tốn kém về cái việc là vận chuyển. Thế và cái lượng mẫu tập trung về những cái đơn vị như vậy thì không phải một mình tỉnh ta, còn các tỉnh khác nữa. Cho nên là cái thời gian để trả cái kết quả là thường là chậm, có những lúc 3-4 ngày mới trả được kết quả. Thế, cho đến nay thì tỉnh ta đã được bố trí cái máy xét nghiệm real-time PCR nhằm mục đích là chẩn đoán ca bệnh dương tính COVID-19. Cái việc này là có ý nghĩa rất là quan trọng đối với công tác phòng chống dịch. Không những chỉ xét nghiệm COVID-19, máy real-time PCR còn xét nghiệm hầu hết các loại virus và các siêu vi khác nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Để chuẩn bị cho việc vận hành máy, thì cơ quan đã cử 6 cán bộ về học tập tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Thế và cái yêu cầu làm việc trong quá trình xét nghiệm COVID-19 thì cái thời gian làm việc cũng kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Khi đã làm việc thì toàn bộ cái khu này là người nào không có nhiệm vụ là không thể vào được, không được phép vào. Thế và cán bộ thì phải mặc cái trang phục bảo hộ theo đúng quy định. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Tuyên Quang đã có 2 cơ sở xét nghiệm COVID-19, ước tính công suất xét nghiệm 1.600 mẫu một ngày. Từ đó sẽ đẩy nhanh việc sàng lọc với số lượng lớn các trường hợp nguy cơ, giúp Tuyên Quang kịp thời, nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh với phương châm chống dịch như chống giặc, không để bị động bất ngờ. Dưới cái nắng nóng gần 40 độ C, các chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Yên gấp rút hoàn thành 11 công trình phụ tại khu cách ly tập trung xã Thái Sơn. Theo kế hoạch của Ban Dân huyện và theo cái tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là chống dịch như chống giặc, lực lượng vũ trang huyện nói chung và Ban Chỉ huy Quân sự huyện nói riêng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện và như là Ban Chỉ đạo chống dịch tại như là xây dựng hai khu cách ly tập trung. Thứ nhất là đối với lực lượng trong huyện thì bảo đảm về công tác hậu cần cho công dân tại khu cách ly. Rồi là hiện nay thì do cái tình hình dịch bệnh tại hai khu cách ly thì phải bảo đảm cái an toàn trong cái khu cách ly. Thì chúng tôi đang tiếp tục xây dựng cái công trình phụ để bảo đảm với từng cái khu cách ly một để có cái khu vệ sinh riêng cho từng phòng. Thì hiện nay thì Ban Chỉ huy huyện đang huy động cán bộ chiến sĩ để thực hiện cái nhiệm vụ này tại khu cách ly.
Ban Chỉ huy quân sự huyện đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để phòng chống dịch bệnh. Với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại mỗi khu cách ly, đảm bảo thực hiện tốt công tác hậu cần, dinh dưỡng. 100% cán bộ chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng quân đội đã sẵn sàng và là tốt cái công tác hậu cần cho nhân dân, bảo đảm cơm chín nước sôi và thực hiện như Thủ tướng Chính phủ đã nói là chống dịch chứ chống giặc. Thì những người chiến sĩ chúng tôi trên mặt trận chống dịch là chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Yên không quản ngại khó khăn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, để giúp người nộp thuế giảm bớt được những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Chính phủ đã có Nghị định số 52 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế. Vậy đối tượng và thời gian gia hạn nộp thuế như thế nào? Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì mới đây Chính phủ đã có Nghị định số 52 về tiếp tục gia hạn nộp thuế. Vậy những đối tượng nào sẽ được hưởng chính sách ưu đãi này? Trong cái tình hình là dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất là phức tạp thì ngày 19 tháng 4 năm 2021 thì Chính phủ cũng ra ban hành Nghị định số 52 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái tình hình dịch bệnh COVID. Thì nội dung thì đối tượng thì cơ bản cũng là theo cái nghị định 41 năm 2020. Đấy. Thì ở trong cái nghị định 52 này cũng mở rộng hơn về cái phạm vi các cái lĩnh vực được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Cụ thể là theo nghị định 41 năm 20 thì có 29, tức là cái lĩnh vực thôi. Nhưng mà ở cái nghị định 52 đã mở rộng lên là 44 lĩnh vực. Thì là cụ thể thì trong cái nghị định 52 cũng quy định cụ thể. Đối với ngành thuế tỉnh Tuyên Quang thì đã và đang triển khai cái việc thực hiện chính sách này như thế nào cho các doanh nghiệp người nộp thuế, và ông có khuyến cáo gì đối với lại người nộp thuế trong cái việc làm thủ tục hồ sơ để thực hiện các chính sách? Nghị định 52 này cũng đã thứ nhất là mở rộng về cái đối tượng, thứ hai là cái thời hạn gia hạn thì đối với cái tiền thuế đất thì cũng đã nâng lên. Trước đây thời hạn đến cái tiền thuế đất là 5 tháng thì nghị định 52 là 6 tháng. Riêng cái thuế thì cái tăng thì từ tháng 3 cho đến kỳ thuế tháng 3 thì đến tháng 6 thì thời hạn là 5 tháng. Tháng 7 thì là 4 tháng, tháng 8 là 3 tháng. Đấy là một số cái nội dung chính, và cơ quan thuế cũng đã gửi tức là cái văn bản hướng dẫn đến người nộp thuế để nắm được cái nghị định này. Và cũng cơ quan thuế cũng lưu ý, tức là để được gia hạn tiền thuế và tiền thuế đất theo nghị định 52 thì người nộp thuế phải nộp hết cái tiền thuế và tiền thuế đất và tiền chậm nộp đối với đã được gia hạn theo nghị định 41 và đến thời điểm hiện tại là phải nộp vào ngân sách trước cái thời điểm mà 30 tháng 7 và gửi cái giấy đăng ký gia hạn trước cái thời hạn là 30 tháng 7. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn. Đến sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Y tế cho biết đã tiếp nhận hỗ trợ 125 tỷ đồng, 1 triệu đô la Mỹ và 1 triệu liều vaccine từ các tập đoàn doanh nghiệp cho việc mua và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm đàm phán với các tập đoàn, công ty để sớm tiếp cận được các nguồn vaccine. Dự kiến cho đến cuối năm nay, Việt Nam sẽ có khoảng 110 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đến nay, thông qua Bộ Y tế, đại diện 8 doanh nghiệp tập đoàn đã trao 125 tỷ đồng, 1 triệu đô la Mỹ và 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho công tác phòng chống dịch. Cụ thể, tập đoàn TNT Group hỗ trợ 1 triệu liều vaccine, công ty cổ phần tập đoàn Ecopark hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ 50 tỷ đồng, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji hỗ trợ 10 tỷ đồng, ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TB Bank hỗ trợ 10 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Phenica hỗ trợ 20 tỷ đồng, ngân hàng SHB hỗ trợ 15 tỷ đồng, tập đoàn An Phát Holding hỗ trợ 20 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Phủ Lý, Hà Nam mới ứng dụng hệ thống robot y tế hiện đại
Vibot 2 để thay thế nhân viên y tế phục vụ trong các khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19. Sự kiện này khẳng định Việt Nam đã làm chủ công nghệ robot phục vụ bệnh viện. Đây là sản phẩm của đề tài độc lập cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng triển khai khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Vibot 2 đã chính thức đảm nhận nhiều công việc khó khăn của các nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Đây là hệ thống robot y tế đa nhiệm hiện đại nhất mà các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ công nghệ. So với giai đoạn 1, Vibot 2 được thiết kế chế tạo với nhiều tính năng thông minh hơn như khả năng tự xây dựng đường đi theo bản đồ khu vực làm việc nạp trước hoặc tự xây dựng di chuyển an toàn ra vào khu vực được chỉ định. Chúng tôi tiếp tục là triển khai trong cái giai đoạn 2 là nghiên cứu thiết kế chế tạo con Vibot 02. Con này thì có tính năng thông minh hơn và hoạt động được ở trong cái khu vực rộng lớn hơn. Hiện tại thì chúng tôi đang cho lắp đặt một trạm trung tâm kiểm soát cùng với cả 5 con robot tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ngoài chức năng vận chuyển, robot còn có đường truyền thông tin giao tiếp riêng với trung tâm giám sát điều khiển. Với chức năng này, người bên ngoài khu vực cách ly có thể giao tiếp từ xa với bệnh nhân bên trong khu vực cách ly bằng hình ảnh âm thanh chất lượng cao. Từ trung tâm có thể giám sát và điều khiển được cùng lúc nhiều robot hoạt động. Giai đoạn 2 thì nó tiếp cận đến cái trình độ cao hơn, tức là robot thông minh, tự nó xây dựng cái bản đồ đó và nó hoạt động trong phạm vi đấy. Và các robot cũng phải tương tác với nhau. Nhân viên y tế có thể sử dụng trực tiếp nó chứ không cần phải trung tâm điều khiển. Mặt là tránh được cái việc tiếp xúc trực tiếp cho nên chúng ta sử dụng cái robot để thay thế con người. Và hơn nữa là cái công suất làm việc của robot sẽ tốt hơn và nhiều người sẽ không phải vào tiếp xúc với người bệnh. Theo nhóm nghiên cứu, các công nghệ đã được nghiên cứu hoàn thiện giúp các Vibot vận động linh hoạt trong nhiều môi trường. Do đó, chúng ta có thể đầu tư nghiên cứu thêm để phát triển, mở rộng phạm vi ứng dụng của Vibot cho phân xưởng, nhà máy thông minh hay tại sân bay, khu triển lãm. Trên nền tảng này hoàn toàn có thể phát triển thành các robot quân sự phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy một nửa số người trưởng thành ở Mỹ được tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng COVID-19, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể từ khi loại vaccine này được cấp phép lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2020. Dữ liệu của CDC cho thấy 129 triệu người tương đương với 50% số người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ. Cố vấn cấp cao COVID-19 của Nhà Trắng cho biết tại một cuộc họp báo, lưu ý rằng có 1% số người lớn đã được tiêm phòng đầy đủ khi chính quyền Tổng thống Biden lên nắm quyền. Theo cố vấn cấp cao, 25 bang và thủ đô Washington đã đạt ít nhất 50% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ. Đáng chú ý, 9 bang đạt được ít nhất 70% số người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ. Số liệu tích cực trên đánh dấu một bước tiến gần hơn tới mục tiêu tiếp theo của Tổng thống Biden nhằm đưa 70% người trưởng thành Mỹ tiêm ít nhất một liều vaccine vào ngày 4 tháng 7 tới. Hiện tại, 61,6% người Mỹ trưởng thành tương đương gần 159 triệu người đã tiêm ít nhất một liều vaccine. CDC cho biết những người đạt được chủng ngừa đầy đủ sau 2 tuần kể từ lần tiêm Pfizer-BioNTech hoặc Moderna thứ 2 hoặc 2 tuần sau khi tiêm mũi vaccine duy nhất của Johnson & Johnson. Gần một nửa tổng số dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine với 49,5% người Mỹ được tiêm ít nhất một mũi. Gần 4% tổng dân số, bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi, chưa được phép chủng ngừa, được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ. Các vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna lần đầu tiên được cấp phép khẩn cấp vào tháng 12 năm 2020 sau khi vaccine Johnson & Johnson đã được cấp phép khẩn cấp vào tháng 2 năm 2021. Ngày 25 tháng 5, công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cho biết vaccine của mình đạt hiệu quả 100% trong việc phòng ngừa COVID-19 ở trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 17. Trong thông báo ngày 25 tháng 5, Moderna cho biết hơn 3.700 trẻ em ở lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi đã tham gia các thử nghiệm lâm sàng của công ty này và không có trường hợp nào xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được tiêm vaccine. Công ty này cũng cho biết không có lo ngại nào đáng kể về độ an toàn của vaccine trong thời gian thử nghiệm. Giới lãnh đạo Moderna thông báo sẽ trình các kết quả này lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và các cơ quan quản lý toàn cầu vào đầu tháng 6 để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của mình.
Thông báo của Moderna được đưa ra 2 tuần sau khi vaccine của công ty dược phẩm Mỹ Pfizer được cấp phép sử dụng đối với trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Quá trình cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của Moderna có thể diễn ra trong vòng 1 tháng. Và nếu được thông qua, điều này sẽ đẩy nhanh quá trình tiêm phòng cho trẻ em ở Mỹ để chuẩn bị cho năm học mới sẽ khai giảng vào cuối tháng 8. Trong nỗ lực mở cửa trở lại, Litva mới đây đã phát hành chứng chỉ vaccine điện tử với tên gọi Freedom ID. Ứng dụng cho phép xác định tình trạng tiêm chủng, miễn dịch hay kết quả xét nghiệm của người dùng. Ứng dụng đi kèm với một mã QR có thể được quét và cung cấp ngay lập tức trạng thái người sử dụng để tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, văn hóa hay đơn giản là quay lại nơi làm việc, thưởng thức đồ ăn trong nhà hàng. Theo giới chức nước này, một trong những lý do quan trọng của việc phát hành ứng dụng là khuyến khích mọi người tiêm vaccine. Chìa khóa thoát khỏi đại dịch, dự kiến ứng dụng trên sẽ được tích hợp với chứng chỉ du lịch xanh do Liên minh châu đề xuất. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thành phố Tuyên Quang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng mục tiêu phát triển thành phố đạt đô thị xanh, đô thị thông minh. Trồng cam hữu cơ hướng đi hiệu quả, nâng cao giá trị của cây cam sành trên cùng đơn vị diện tích. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại là một trong 3 khâu đột phá được đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Thành phố Tuyên Quang đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng mục tiêu phát triển thành phố đạt đô thị xanh, đô thị thông minh. Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trường Chinh có chiều dài 1,7 km do công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú đảm nhiệm, gồm các hạng mục thảm mặt đường, cải tạo hệ thống cống thoát nước, lát vỉa hè, trồng cây xanh và điện chiếu sáng. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã xử lý xong mặt đường cao su nền yếu, hoàn thành 80% khối lượng hệ thống rãnh dọc thoát nước, bó vỉa hè. Do đoạn tuyến đường thi công nằm trên tuyến quốc lộ 2 đi Hà Giang, khu dân cư đông đúc nên phải chia từng hạng mục nhỏ, làm đâu gọn đó để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Căn cứ khối lượng công việc còn lại, công ty phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Trong thời gian thời tiết nóng lực này thì đơn vị công ty thì cũng đã tranh thủ động viên anh em đi làm sớm, nghỉ sớm và buổi chiều làm muộn, nghỉ muộn để và có thể tăng ca để đạt được cái tiến độ mà công ty đã đề ra. Và công trình này thì trong thời hợp đồng là 1 năm nhưng công ty sẽ phấn đấu là 30 tháng 7 là xong hạng mục thảm mặt đường và đến cuối tháng 9 là xong hoàn thiện. Năm 2021, thành phố Tuyên Quang được giao thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố là trên 348 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí lực lượng lao động, nhất là công nhân tỉnh ngoài. Nên đến hết ngày 29 tháng 4, tỷ lệ giải ngân mới đạt trên 35 tỷ 800 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch vốn giao. Nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn cũng như tiến độ thi công các dự án, thành phố Tuyên Quang đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tận dụng thời tiết thuận lợi, phát huy tối đa năng lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng thời gian. Không chỉ tập trung vào các dự án đang thi công, thành phố Tuyên Quang còn chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực hoàn thiện hồ sơ các dự án chuẩn bị đầu tư và dự án đấu giá đất ở. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường nơi có các dự án làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công. Phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản được giao năm 2021, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố về đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn thì Ủy ban dân phường cũng đã chỉ đạo các lực lượng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai dự án. Hiện nay trên địa bàn phường thì công trình cải tạo nâng cấp đường Trường Chinh và đường Tiên Dũng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Ngoài ra trên địa bàn phường thì có 3 công trình chúng tôi đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong, đủ điều kiện để cho các chủ đầu tư tiến hành đầu tư theo quy định. Với sự quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, huy động tối đa nhân lực, vật lực và triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, qua đó đảm bảo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, góp phần quan trọng để thành phố Tuyên Quang đạt các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Những năm gần đây, các mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng cam hữu cơ được huyện Hàm Yên triển khai thực hiện. Đây là hướng đi hiệu quả, nâng cao giá trị của cây cam sành trên cùng đơn vị diện tích. Thực hiện trồng cam theo mô hình Việt Gáp được gia đình anh Nguyễn Văn Sơn triển khai thực hiện từ năm 2018 với diện tích 1,5 hectare trên 500 gốc cam. Trong quá trình thực hiện, anh luôn áp dụng đúng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, thu hái. Vụ vừa qua, gia đình anh thu được trên 50 tấn quả. Hiện nay, vườn cam đang trong thời kỳ chăm sóc, hướng đến anh sẽ chuyển mô hình trồng cam bằng phương pháp hữu cơ. Trong cái quy trình sản xuất theo Việt Gáp thì nó an toàn cho người mình, người canh tác, với lại là an toàn cho người sử dụng cái thực phẩm mình làm ra. Ta thích cái cam Việt Gáp hơn, bởi vì là mình sản xuất theo cái hướng hữu cơ sinh học, cái cam sản xuất, cái sản phẩm của mình là có nguồn gốc xuất xứ. Huyện Hàm Yên hiện có gần 7.000 hectare cam sành được trồng tại 13 xã thị trấn. Trong đó, mô hình trồng cam theo mô hình Việt Gáp 700 hectare. Để nâng cao giá trị của cây cam sành, từ năm 2017, huyện Hàm Yên đã triển khai sản xuất cam sành theo quy trình hữu cơ và đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Quá trình thực hiện trồng cam hữu cơ được triển khai nghiêm ngặt, từ chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại đến thu hái, nên giá trị của cam hữu cơ cao gấp 4 đến 5 lần cam trồng theo phương pháp truyền thống. Hiện nay, toàn huyện có trên 30 hectare cam được triển khai thực hiện theo quy trình hữu cơ. Sản xuất theo hướng hữu cơ thì là hữu cơ nông nghiệp sạch ấy, thì mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Thứ nhất là chất lượng cây về quả cam. Thứ hai là về môi trường, ảnh hưởng đối với môi trường thì sẽ không sử dụng các cái phân bón vô cơ hóa học, nên là cái mang lại hiệu quả kinh tế thì giá của cái cam hữu cơ cũng cao hơn so với giá cam thường của bà con nhân dân sản xuất, thì cũng từ 4 đến 5 lần. Mô hình sản xuất cam sành hữu cơ đang thực sự mở ra triển vọng để huyện Hàm Yên nhân rộng, nhằm nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm cam sành của địa phương trên cùng một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho người trồng cam. Nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính ban hành công văn 5377 đề xuất tiếp tục giảm từ 10 đến 50% mức thu của 30 loại phí lệ phí từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2021, thay vì hạn cuối là ngày 30 tháng 6 như hiện hành. Theo đó, một số lệ phí đề xuất tiếp tục giảm, như lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB giảm 20%. Lệ phí cấp căn cước công dân giảm 50%, lệ phí sở hữu công nghiệp giảm 50%, phí trong lĩnh vực y tế giảm 30%, phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải giảm từ 10 đến 30%, phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm giảm 10%, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch giảm 50%. Phí hải quan và lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam giảm 10%. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.